Chỗ như nào? Bầu vào đây nhá mọi người nhá. Thì chắc là có tướng nó đậu vào trong này rồi, thì quân nó đang gọi là bầu kín hết đây rồi. Thì mọi người anh em này, nói chung tự nhiên nảy sinh ra cái ý tưởng anh em ạ. Đấy, tí nữa anh em tôi sẽ gọi là, bây giờ anh em tôi sẽ lừa anh Ngọc ra đây. Anh em biết là kết cục của anh Ngọc là như thế nào rồi đấy. Anh em nhìn thấy cái tổ ong này này anh em biết rồi đấy. Đây, anh nó em có đốt người không nhỉ? Nó có đốt người không nhỉ? Không đốt á, loại này chọc nó là nó đốt ghê. Nó khác mẹ xương mẹ cái đầu. Hôm nay nhá, tí nữa ông Ngọc vào này. Ông Ngọc vào đầu chọc như thế ông mặt lăn mặt rỗ ơi, đốt vào cái cổ rỗ mặt phục lên nhá, hết rỗ luôn nhờ thôi nó chưa được kìa, không có nhiều đúng gần ghê quá anh em. Bây giờ tôi sẽ không biết sao lại bỗ đây nhỉ. Đây nói chung là đây anh em quay đây, anh em tôi đã quay gần vào cho anh em xem nhé. Này đứng nuôi ra anh, mẹ anh em nhìn nhiều quân không, con chúa ở đâu nhỉ, nó trong giữa nó trong này rồi. Thì nói chung là thời xưa nhà mình cũng có ong ấy, nên mình biết là trong này là quay quân ong tướng ấy, con chúa ấy là nó sang bầu ở trong này. Đây anh em ơi, nó bậu tay thôi này. Đấy, có loại này cũng nghiền không, nhưng mà tí chọc nó mới chọc đốt. Nó mới đốt thôi. Đấy. Nhưng mà ở đây nó có mặt chưa nhỉ, hay nó mới về nhỉ? Mới về. Vừa bay vù vù. Đây là anh em ạ, đây là tổ này là nghi là người ta vừa đấy là người ta phát hiện ở trên rừng. Nó đốt xong nó bay về đây, con chúa nó đang đậu đây và quân nó đang tụ tập lại để gọi là chuẩn bị xây cái tổ ở đây anh em ạ. Nhưng mà nhà anh Ngọc rất chi nhỏ ông nhá. Ôi nhưng mà như này cái loại này nó đang hoảng loạn này, lừa ông ấy nó đốt sưng vếu mặt lên thì ông ấy dã chết chúng mình à. Tối nhớ cơm à. Tối nhớ cơm ăn thôi. Thế tối nữa anh ấy đuổi tối em và anh ăn cơm. Ok nhá. Luôn. Anh nhỏ xong rồi. Anh Ngọc rất chi nhỏ. Mày không biết là lộc là anh em ạ, có ông nhà đầy ông luôn, đấy, ông to luôn chứ không phải mấy của ông mẹ đâu. Thế anh em mình lừa bắt con chúa cho mẹ ở trong cái hốc cây nào ấy để nó đẻ mật. Lấy cái bao hiểu không? Chụp nó lại là ra ngay quả tổ ong này. Chụp được 3 quả, chụp quả nó đốt mấy nghìn quả đốt hay phải bốc được. Này, bốc được. Tao thể hiện kỹ năng của tao. Bốc được. Bốc được không? Thì sợ mà. Mọi người kéo con cáo đấy em bốc luôn cho xem. Mày ông đốt à? Nó vừa mặt ghê chết đi được. Chị đeo tao nào tao. Thôi đừng chơi nó đấy. Kéo tao lên. Đây. Thằng Huy vẫn lao tao. Mày bỏ xuống tao lên. Ôi nhưng mà bé này mà sân bé này mà rộng khỏe nhỉ. Rồi thùng bé ạ. Động có đàn tí. Anh em ghê lắm thật sự ra. Nói chung là bây giờ anh em tôi đứng cách xa tí cùng nó chẳng may nó đốt cho phát là cả đàn nó nào đốt anh em nhé. Bây giờ anh em tôi đã vào. Ok anh em nhé. Ở đây nấp xuống. Đây anh ơi. Không ra mấy đi, cứ cho mấy em gì. Ui thả luôn. Ui, nếu mà chính xác ra là như vậy. Mày bảo cái gì? Mày cây chở lúa rồi. Đây này, nhà anh không đống đây. Chúng mọc ra đây đứng xem. Nhiều lọc lắm. Nhiều lọc mấy luôn. Tổ ong mật to lùng này nó bay về. Đâu? Đây mày điêu. Chúng mọc ra đây. Ra đây. Em gì đâu. Lấy khuất mái tôn là tao nhìn được. Ôi gì ạ? Ui dồi ôi. Lọc rồi. Sao có tổ ong to này? Đấy. Nó làm từ bao giờ đấy? Mới làm. Ra mới thấy luôn. Ôi giời ơi, mày cái chuẩn lúa rồi. Anh có nghe thấy là người ta bảo ông về nhà xây nhà là lộc lá các thứ nhiều lắm. Ôi giời, sao có tổ ong này là ong gì đấy? Hay em lấy lửa ong gì? Mày điên à? Phá đi. Lấy lửa đừng có đi. Phá. Ong này người ta bảo có lộc mà. Mà anh thấy không? Hay lấy lửa đốt mẹ đi, nó đốt ô nó làm từ bao giờ mà to này? Vừa mới tụ thằng. Ôi để nó đậu chân em mày. Ôi kìa. Nó đốt ông đấy. Đúng không? Ông này hiền không đừng có đốt. Đừng sợ. Phải chơi nó đốt. Anh nhìn lên này. Anh nhìn lên này. Đây này, em còn sợ báo này. Thôi. Nó có đốt đâu, thấy không? Nó có đốt đâu, ông này hiền. Ông hiền mà. Đừng đuổi nó đi. Em hay là mày vào này anh ít cơm với cả mấy cái phần nữa đây.
em bảo này, mai anh anh làm một cái ấy ở đây cho đường vào hiểu không, để cho chúng nó ăn đi, chúng nó không đi đâu, chúng nó xây tổ ở đây luôn hiểu không? Thế đấy. Mà đấy. Mà cái ông này có phải nó làm thành cái miếng mật bẹp 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 đấy, bẹp đúng không? Vâng, chính xác. À, cái ông này kiểu như hoa vải, người ta làm hoa vải, người ta nên ăn hoa vải mà ở trong cái thùng thùng đấy. Đấy, đúng rồi, anh luôn đấy, đấy nó đấy. Ông mật thì... nhưng mà loại này loại rừng ở trên rừng chắc là về loại này không mật như này mình sơn nuôi ngon hơn à, ngon hơn hay trong đấy mật uống đi, không phải là cái ông nuôi kia gì người ta nuôi người ta chuyển cho ăn đường anh tự nhiên anh vẫn đứng gần vào đây anh sợ cái gì anh sợ nhỉ? Anh sợ anh nó đốt anh đây này em đứng đây nó có đốt đâu anh uống mật nó để ăn mấy rồi anh uống mật nó để ăn chọc lấy mật rồi điên à không anh đứng gần vào đứng vào xem mình ngắm đi anh xem là anh đứng gần vào xem là thiết kế xây cái tổ này như nào hiểu không? Xong là kiểu như mình mua cành mua kiếp kiểu như nào. Đấy. Anh nó đốt tao rồi. Chết tao rồi. Ôi giời ơi. Nó đốt vào mặt tao rồi. Mẹ bọn này. Bỏ xem nào. Bỏ xem nào. Xem mất cả dép này. Mất. Chạy đây. Đây này nó đốt. Ôi giời ơi. Đó chết này. Này mai mắt này nó không mở được đâu. Bỏ em xem nào. Nó đốt vào sừng con sừng. Ôi. Ôi. Ai hốt mà. Mày làm bọn mày gì thế nhở? Bánh mẹ nó mới vui. Để đưa ông đốt bây giờ. À, anh đưa lên nái. Này, người thì to như con trâu con ong bé tí đốt rồi. Cứ như kiểu con như rắn mụn nghe nhờ. Mày con nó đuổi ra sao. Này, dạ, bọn nó cần tao lên đây không sợ sợ quả con ong. Này, nhìn đây lấy cái gì để bôi vào cái gì. Cất trâu con nào. Em biết nái của em này. Này, dạ. Cái kêu cái khăn chin này là tao đấy nó chín trà bây giờ nó kêu như cái rắn cắn như vậy. Con bé tí nó đốt không chảy nước mắt như này. Ui giời. Anh ơi con trốn. Anh ơi con trốn. Ôi đây ổn luôn. Chạy đi. Đang ở muốn về. Đang ở muốn về. Ui giời ơi, cái đất lên cao. Chạy luôn theo phải không? Là. Nhìn như thế thôi nhưng mà anh ạ, rén chả rén nhưng ông đốt đau thật mà bố ơi bị ông đốt thật anh em ạ. Thôi anh em tôi kết thúc video đây nhá, anh em nhá, bảo bôi cho ông mình kẹp đánh răng. Đấy, anh em thấy hay là like share subscribe cho anh em mình nhá. Ok, share cả mọi người. Vâng anh em nhá.